Vâng, em xin chào các bác nha. Hôm nay cái cây thanh cách nhật của em nó đã nở được rồi đây. Em xin quay giới thiệu đến với các bác này. Hôm trước em có 2 chậu đây, thì bán về Hưng Yên 1 chậu rồi, còn 1 cái chậu này để làm giống. Đấy, đây là cái bông thanh cách nhật. Em còn có mỗi cái chậu này 2 thân để làm giống thôi. Còn nó có thì chia sẻ hết rồi. Thanh cánh nhật nó ôm cần rất đẹp các bạn. Cái bông, cái mặt hoa của nó ôm cần. Đấy. Nó ôm cần. Đây là cây mới trồng lại và nó yếu, nên là cái cần hoa cũng như cái cây nó không được đẹp mấy. Có 2 thân đấy ạ, 2 thân mới trồng lại từ ngày tháng 10. Em quay khoe các bác cái chậu Hoàng Vũ nha, Hoàng Vũ truy tết của em này. À đây, trước khi em quay cái chậu Hoàng Vũ thì em xin quay gửi đến các bác, đây là cái chậu điểm rừng của em đây, cũng đang nở hoa. Hôm vừa rồi em vặt đi 3 cần, chỉ còn để lại mỗi cái nụ này các bác. Cây này em tách trồng hơi muộn nên là nó hơi không được khỏe lắm. Nên là thôi để dành sang năm chơi. Còn năm nay chơi 1 bông rồi. Nó đang lên đấy rồi, nó đang lên mầm rất là nhiều, mầm cây. Đại mạc đây, đại mạc cỏ của em bây giờ mới đang nhú nụ. Còn em còn cái chậu Hoàng Vũ này các bác, cái chậu Hoàng Vũ này nhưng mà nó có 5-6 cái bông hoa em cũng vặt đi hết rồi. Nó đang lên măng nhiều lắm, măng rất là to khỏe kìa. Đấy. Tách nhiều quá. Là vậy mà không có chậu tác phẩm để chơi Tết. Chơi bằng chơi măng mầm thôi. Chậu mặc đen của em đây các bác này. Xin giới thiệu với các bác là cây mặc đen nha. Năm nay cũng chưa có hoa, thôi để sang năm. Sang năm chơi vậy. Năm nay thì không có rồi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác đây. Chậu Hoàng Vũ có 7 thân thôi nhưng mà cũng vẫn gọi là chậu tác phẩm của vườn mình và để truy tết. Đó. Thì cây nó to lực, to khỏe các bác nhá, cây tơ nó to như ngón chân cái luôn này. Và cái cần của nó là to lực. Cộng thêm với thời tiết nó lạnh quá nên là nó không cong được các bạn. Cái Hoàng Vũ này nếu mà thời tiết mà nó mà nắng ấm ấy, mà mình có sự chăm sóc hoặc tác động của phân thuốc vào một chút nữa thì nó lên nhanh lắm. Và nó cong veo như là cái cần câu ấy. Nhưng mà đây là do cái cây của em là nó khỏe lực quá. Hai nữa là thời tiết nó lạnh quá. Đấy. Đây nó dài lên, khi mà cái cần nụ nó dài lên nó to ở trên nó cũng là nó đang cong này, như cái này là đang cong này các bạn này. Đấy. Chứ còn không nó cong như cái cần câu luôn. Thơm lắm. Có 1 bông này. Có 1 bông nở như này mà em đang quay cho các bác đây mà nó thơm lắm. Bác nào chơi thì biết rồi. Thơm phức luôn. Thích lắm các bác ạ, em thì em thích cái mùi hương thơm của cái cây địa lan. À, tiếc rằng là cái vườn của em nó không có vườn, nhà mé đường, nó đường phố đấy, nó không có vườn nên là, chứ nếu mà em mà có vườn thì em phải trồng cả vườn các cái dòng địa lan rừng sưu tầm hoặc là các cái dòng mà phổ thông để thưởng thức cái hương thơm cho nó sung sướng.
Đây cơ mà. Thùng lắm. Đấy, xin thưa với các bác, nếu mà mình mà chăm sóc được cái hoàng vũ đây, lá nó cũng trên 3 sen. Cái cây hoàng vũ này nó có một cái ưu điểm là nó ôm chậu. Nó là thuộc vào cái dòng là huyền diệp mà. Tức là lá nó lên là nó cứ xòe ra. Nếu mà các bác chăm tốt là nó cứ xòe ra và nó ôm lấy chậu đây. Đấy. Nó cong. Nó như kiểu là cái máy xúi tóc đuôi gà. Còn hoa của nó thì nó sẽ vươn thẳng lên. À, rất vui cho em là 7 cái cần hoa của em thì nó ra, nó lại chia ra làm 2 lứa. Lứa nhất là được có 3 cần thôi, còn lứa 2 là được 4 cần. Và 2 lứa như thế này thì em sẽ chơi chắc chắn là cũng phải gần hết tháng riêng rồi. Đó. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Vâng, thôi hôm nay em được nghỉ. Rỗi thì lên ngó vườn và nhân tiện thì lại cầm cái máy quay gửi đến các bác thôi nha. Xin hẹn gặp lại các bác trong các cái dịp khác. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.